Với chủ đề Phá kén chuyển mình, Charm of Law 2024 là cuộc thi duyên dáng nữ sinh do Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức, không chỉ nhằm tôn vinh nét đẹp, tài năng của nữ sinh luật, mà còn là hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường Đại học Luật Hà Nội. Từ những ngày đầu khởi động, Charm of Law 2024 đã nhận được sự quan tâm từ các bạn sinh viên luật trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội. Tối ngày 30 tháng 6, top 14 thí sinh xuất sắc nhất lộ diện và sẵn sàng bước vào các vòng thi tiếp theo với tâm thế vô cùng tự tin và tài năng. Cuộc thi nữ sinh thanh lịch Charm of Law 2024 là một trong những cái hoạt động rất là thường xuyên của Trường Đại học Luật Hà Nội. Ở đây thì Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các câu lạc bộ trong trường thì cũng luôn cố gắng là tổ chức những cái hoạt động ngoại khóa dành cho sinh viên. Và cuộc thi ngày hôm nay thì là cuộc thi mà hướng đến cái vẻ đẹp của nữ sinh, và ở đây cái vẻ đẹp thì không chỉ dừng lại ở cái vẻ đẹp ngoại hình mà cả cái vẻ đẹp ở trong tâm hồn, trong tri thức của các bạn đó. Với cá nhân em thì bất kỳ một cái vòng thi nào cũng có những cái điểm thú vị riêng. Vòng trí tuệ thì bọn em sẽ được đưa ra cái tiếng nói của cá nhân mình để đưa ra cái quan điểm của mình. Vòng nhân ái thì bọn em được thể hiện những cái dự án mà có nghĩa là bọn em nghĩ rằng là chưa bao giờ mình sẽ thực hiện ở trong thực tế, nhưng bọn em có cơ hội để được thực hiện. Còn cái vòng cuối cùng mà gần đây nhất đi, em cảm thấy rất là ấn tượng và rất là thích thú với nó là vòng thi tài năng. Qua từng vòng thi, các thí sinh đã phá kén trong tư duy, trưởng thành trong nhận thức, để rồi chuyển mình một cách rực rỡ và đầy tự hào trong đêm chung kết. Với tinh thần tôn vinh vẻ đẹp, bản lĩnh luật học, vòng thi tài năng chính là sân khấu để các thí sinh bộc lộ không chỉ là vẻ đẹp văn hóa truyền thống mà còn là năng khiếu nghệ thuật, khả năng trình diễn. Tôi nghĩ rằng là cái vai trò của thanh niên không chỉ là cái việc mà cập nhật những cái khoa học kỹ thuật tiên tiến như thế giới để mà có thể làm giàu cho bản thân, làm giàu cho quốc gia, mà các bạn còn phải giới thiệu cái văn hóa bản địa, cái giá trị truyền thống, những cái điều mà làm nên cái giá trị văn hóa của Việt Nam ra với bạn bè quốc tế. Ngoài cái việc mà bảo tồn và các bạn còn phải phát huy những cái giá trị đó. Đoàn thanh niên, hội sinh viên của chúng em thì thực hiện rất nhiều những cái đầu hoạt động, từ những cái hoạt động về học thuật chuyên môn, nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Thì bên cạnh đấy còn có những cái hoạt động về xã hội như là những cái công tác tình nguyện xa mùa hè, tuyên truyền phổ biến pháp luật ở vùng sâu vùng xa. Và bên cạnh đó thì với Charm of Law là một trong những cái cuộc thi mà có cái danh tiếng rất là lớn lâu năm của nhà trường, đã trải qua 5 mùa Charm of Law. Charm of Law 2024 đã chính thức khép lại với những khoảnh khắc đáng nhớ và tự hào của ba thí sinh đăng quang là Hoa Khôi Vũ Lâm Bảo Ngọc, Á Khôi 1 Trần Diệu Linh, Á Khôi 2 Nguyễn Bích Ngọc. Mới đây tại kỳ đài bờ Bắc di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Báo Thanh niên phối hợp tổ chức khai hội đạp xe vì hòa bình, mở đầu cho chuỗi sự kiện lễ hội vì hòa bình lần đầu được tổ chức với quy mô quốc gia và quốc tế tại Quảng Trị. Ngày hội đạp xe vì hòa bình tôn vinh giá trị của hòa bình, tưởng niệm, tri ân là dịp để giới thiệu một số di tích lịch sử tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, giới thiệu quảng bá hình ảnh, văn hóa, vùng đất, con người Quảng Trị với nhân dân cả nước và nước ngoài. Với những kỳ vọng đó, khi những vòng xe của sự kiện đạp xe diễu hành lăn bánh trong ngày 29 tháng 6 cũng là lúc những ý tưởng, những thông điệp hòa bình muốn truyền tải được lồng ghép thể hiện qua từng điểm đến, từng hoạt động tại các điểm đến. Trong đó với vĩ tuyến 17, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải là nơi khắc ghi nỗi đau chia cắt đất nước đằng đẵng hơn 20 năm, 1954-1975. Đây không chỉ là điểm đến tri ân mà còn là hiện thân, nơi hội tụ của khát vọng hòa bình, thống nhất non sông. Thưa quý vị, lấy cảm hứng từ Sơn Mài, nhóm The Lark gồm 3 nghệ sĩ trẻ đã cho ra mắt triển lãm đầu tay mang tên Đối thoại. Các nghệ sĩ trẻ đã thử nghiệm, nâng cấp và ứng dụng nghệ thuật Sơn Mài Việt Nam với đa dạng chất liệu và loại hình nghệ thuật như video art, sound art, sắp đặt, tượng in 3D, đồ gốm, gỗ, nhựa. Đối thoại là triển lãm đầu tay của The Lark, nhóm nghệ sĩ thực hành các dự án nghệ thuật lấy cảm hứng từ Sơn Mài, được thành lập từ năm 2022, gồm 3 thành viên: Trương Hoàng Hải, họa sĩ, Nguyễn Quang Vũ, họa sĩ và Nguyễn Đoàn Quang Huy, nghệ sĩ VFX. Các nghệ sĩ trẻ đã thử nghiệm, nâng cấp và ứng dụng nghệ thuật Sơn Mài Việt Nam với đa dạng chất liệu và loại hình nghệ thuật như video art, sound art, sắp đặt, tượng in 3D, đồ gốm, đồ nhựa. Đến với triển lãm đối thoại, khán giả sẽ được thưởng thức các tác phẩm hội họa với những sắc màu và phong cách khác biệt. Các tác phẩm in 3D được kết hợp với sơn mài, âm nhạc và các video 3D art. Thưa quý vị,
Nằm bên bờ sông Lô, ngôi đình cổ với tuổi đời hơn 300 năm là nơi vua Hùng cùng công chúa và quân thần đã đặt chân đến trong một lần đi du ngoạn săn bắn. Và để cảm nhận rõ nét hơn về kiến trúc và nghệ thuật độc đáo này, mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây. Hùng Lô là ngôi làng nằm bên bờ sông Lô thơ mộng, cách trung tâm của thành phố Việt Trì khoảng 5 km. Trong đó, quần thể di tích lịch sử văn hóa đình Hùng Lô được xây dựng trên khu đất có diện tích rộng khoảng 5.000 m2. Theo truyền thuyết xưa kể lại, vua Hùng cùng công chúa và các quần thần trong một lần đi du ngoạn săn bắn thú vật đã đặt chân đến Hùng Lô. Khi nhìn thấy cảnh đẹp, đất đai màu mỡ và cây cối xanh tốt, nên vua Hùng đã dừng nghỉ chân. Các bộ lão nghe tin đã ra tiếp đón vua Hùng và các quần thần. Sau này người dân đã xây dựng nên đình thờ phụng Hùng Vương để đời đời nhớ ơn vương tổ. Đình chúng tôi thì là từ đời Hậu Lê, 1697 năm Đinh Sửu, thờ ba vị Hùng Vương, Ất Sơn Thánh Vương, Viễn Sơn Thánh Vương và Áp Đạo Quan Đại Vương. Đình cổ Hùng Lô gồm có bên kia là miếu, và đây là đình, bên dưới này là chùa, và bên ngoài là bệ thần nông, bên ngoài bên kia là nhà Văn Chỉ, và bên ngoài tức là nhà Yến Lão. Ngôi miếu cổ còn lại mang kiến trúc thời nhà Lý là kết quả sau quá trình trùng tu năm 1197, đời vua Lý Cao Tông. Ngoài cửa miếu khắc ba chữ Tổ Vương Miếu, nghĩa là miếu tổ của nước Nam. Bước qua cánh cửa là không gian thờ tự. Chính giữa là nhang án cao 2 mét, trên có đặt lư hương lớn. Bên trong là hậu cung, đặt ngai thờ vua Hùng, được sơn son thép vàng, phủ một lớp hoàng kim. Chính từ ngôi miếu cổ này, người dân Hùng Lô xưa đã xây dựng nên một quần thể miếu, đình, khang trang. Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, thì đình làng chúng tôi không bị bom đạn tàn phá và hỏng hư. Bên ngoài cùng ta đi vào gọi là cái nhà tiền tế, bảy gian. Các cụ trước khi vào để làm cái công việc là hành lễ, bên trong nhà tiền tế là long đình, hai bên là bên lầu chuông, bên lầu trống. Thế thì cái long đình đó là nơi để mà từ trưởng tế cho đến các bùi tế quan là các tư văn vào đấy đứng để tế. Đến với Hùng Lô, tham quan quần thể di tích lịch sử văn hóa đình Hùng Lô, du khách không chỉ được nghe những điển tích lịch sử mà còn được xem biểu diễn và cùng trải nghiệm chương trình hát xoan làng cổ. Với đủ ba chặng hát, hát nghi lễ, hát quả cách, hát hội, nơi đây còn là một trong những điểm di tích đầu tiên triển khai chương trình hát xoan làng cổ, một sản phẩm du lịch độc đáo và đặc trưng của tỉnh. Với những giá trị lịch sử trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc, năm 1990, đình Hùng Lô được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Trải qua hơn 300 năm với nhiều lần trùng tu tôn tạo, quần thể di tích lịch sử văn hóa đình Hùng Lô ngày nay được tu bổ khang trang hơn nhưng vẫn giữ nguyên được những kiến trúc độc đáo. Hòa vào dòng chảy lịch sử, ngôi đình cổ vẫn còn đó, là nơi gửi gắm tâm linh của bao thế hệ. Thưa quý vị, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia vừa hoàn thành báo cáo về khai quật khảo cổ di tích tháp đôi Liễu Cốc. Đây là một công trình kiến trúc tôn giáo và là di tích kiến trúc nghệ thuật đánh dấu một giai đoạn phát triển trong lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung và dân tộc Chăm nói riêng. Việc nghiên cứu khai quật khảo cổ tháp đôi Liễu Cốc lần này góp phần xác định rõ quy mô, kết cấu, tính chất, niên đại của di tích. Quá trình khai quật đã cho mở rộng và nối thông các hố khai quật lại với nhau, tạo thành một hố lớn, bao quanh nền móng kiến trúc tháp Bắc. Toàn bộ quy mô, mặt bằng, kết cấu nền móng, đế tháp và phần còn lại của thân tháp Bắc đều được làm xuất lộ. Trong lúc khai quật, đã thu được nhiều loại vật liệu kiến trúc, trang trí kiến trúc, các mảnh bia và phù điêu đá, đồ gốm men, đồ sành, đồ đất nung và tiền kim loại. Đáng chú ý là có đầu tượng dạng phù điêu, tạo tác một mặt đá từ phiến màu xám tím. Thể hiện đầu tượng Phật với kích thước còn lại 20cm, rộng 15cm, dày 10cm, thuộc niên đại thế kỷ 11-12. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Văn hóa Việt ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.